Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. À, đây là quốc lộ 32, đang đứng ở đây là hướng từ Phúc Thọ đi Sơn Tây này. Đấy, từ thị trấn Gạch Phúc Thọ đi Sơn Tây. Thì ngay phía trên đèn xanh đèn đỏ của ngã tư phố Gạch, chúng ta thấy có cái biển hiệu là vườn cây cảnh Nguyễn Hoàng. Đấy, chuyên cung cấp các loại cây hoa quả sân vườn, cây công trình, nhận trang trí khuôn viên thi công thảm cỏ. Địa chỉ là tổ dân phố số 6 đường Lạc Trị, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Đây là hai số điện thoại của anh Nguyễn Hoàng này. Vâng, bây giờ mời anh em đi vào tham quan vườn cây ăn quả. Những cây mà nhiều chủng loại. Đây là cái vườn mới anh tạo dựng, chưa được nhiều cây lắm đâu. Còn cái vườn cũ thì những cái quân video trước chúng ta đã xem rồi. Khu này thì anh mới tập kết được một ít, đang trong giai đoạn bổ sung. Chúng tôi sẽ quay một vài cây để giới thiệu với anh em. Vâng, anh Nguyễn Hoàng giới thiệu từ cây lộc vừng. Bệ lộc vừng to quá nhỉ. Bệ kín dọc theo chiều dài chậu là kín luôn. Chín đầu chưa? Chín nhánh thân à? Cửu long. Cửu long chân châu. Cửu long. Anh vừa đo cái chậu được bao nhiêu? Chậu là 1m2 à? Bao nhiêu? 1m2. Chậu vuông một chậu vuông vắt góc 1m2 đúng không? Vâng, 1m2. Ok, cho nó cắn đi đi, đoạn mình đi cây khác là nó hết rồi. Vì cây này nó gần cái chỗ. Rồi. Đấy, tổng bóng của cây lộc vừng. Bệ lộc vừng đẹp quá nhỉ, nhìn rất hấp dẫn đấy. Anh đứng ra là phía trước tí này. Bao nhiêu tiền cái này anh ơi? Báo qua điện thoại vào. Được rồi, ok nhá. Tôi chụp kiểu ảnh đấy. Rồi, di chuyển sang đi. Cây đến cây nào đi? Hồng xiêm đi. Ơ sao cái bệ hồng xiêm này anh để nổi này á? Để nổi sau nó thả bớt, khô lại bớt. À, tôi tưởng là phải lấp cho đến các cái đầu rễ nó mới ra rễ chứ. Sau lấy rễ mặt dưới này, không lấy mặt trên thôi. Sau lấy hai. À, lấy rễ dưới gầm. Đây nó ra đây chúng mình. Khỏe lắm. Ừ. Khỏe. Ra rễ dưới gầm. Ờ, tức là mặt nào có đất thì nó sẽ ra mặt đấy. Đúng rồi ạ. Trên không có đất thì không ra nữa. Tôi tưởng là như xanh thì lại phải chìm để cho nó ra dễ, xong nó quắp xuống móng rồng. Ờ hay nhỉ. Lần nào tôi vào tôi thấy anh lại nổi thế. Đấy, bệ hồng xiêm này các bác. Vành 220. Vành 220 là ở cái vành cái đường bầu đất này à? À. Cái to này thì là 150. Ừ. Vành 250 là cả cái vành đai rễ này. Rồi.
ba nhánh thân. Có báo giá không anh? Dạ, cái này có báo giá 3 điện thoại. Được rồi. Thế nào gọi là hồng xiêm nước? Cái hồng xiêm mà ăn mà nó sạn sạn là hồng xiêm cắt. Cái này ăn ngọt. Nhiều nước, ngọt nhiều nước. Rồi, di chuyển sang cây hồng xiêm bên này đi. Quá nhỉ. Ôi ôi, đợt này lắm quả lắm. Khủng khiếp rồi. Ui trời ơi. Nó nằm giấu ở trong lá này. Rồi. Đây anh vừa đo chiều ngang của cái chậu đấy bao nhiêu? 1m6 2m2. 1m6 2m2. Đằng này anh để một khoang nước đúng không? Bệ tràn kín ở đây rồi. Rất đẹp. Đây tổng bóng của cây đây. Đấy, tổng bóng của cây hồng xiêm. Vâng, còn đây là cây xoài này. Được, bóng cây xà rất hay nhỉ, gọn cây và gốc to tròn cây ghê nhỉ. Cây này thì giao lưu thì giá bao nhiêu anh ơi? Giá 25 triệu. Vâng, hay quá nhỉ. Anh đọc chậm số điện thoại của anh tí nhé. Số điện thoại cháu là 0388 966 686. Vâng, rồi cảm ơn anh. Di chuyển tiếp đi. Một cây hoa mẫu đơn đỏ này đang rực rỡ đây. Dòng văn chấn thì nó lại không bị vàng lá nữa. Đẹp quá. Cây nhà tôi cũng thế, đang bung đỏ rực rỡ một góc. Và cây này bao tiền anh nhỉ? 8 triệu. Giá 8 triệu đồng. Rồi. Và đây là cây hồng xiêm này, đang đeo quả mà ôi giời ơi, quả to này á. Sợ quả to thế nhỉ? Nhiều chất vậy, quả to. Ôi trời trời trời. Cây cũng uốn lượn, rồng rắn. Anh ấy vào dây cũng lâu rồi đấy. Đấy. Gốc của cây hồng xiêm.
chính lấy cái ảnh bìa cái hồng xiêm này đẹp. Cái hồng xiêm quả to quá. Cái này bao nhiêu tiền anh? 17 triệu à? À. Được cái nhà. 2 mét rồi chú ạ. Sải tán 2 mét. Vâng. Anh đo tôi cái cổ cái chỗ ấy đấy. Sẵn cái thước dây anh đo cả. 17 triệu cây này. Đấy, anh đo cho đây đi. 35 rồi. Rồi, vành 35. Đế đẹp. Ngắm cái mặt này. Rồi, còn cây nào đi? Cây khế kia sao? Nó sâu quá. Chưa có hoa để được sâu. Ừ, nào. Còn cây nào cho vào đây? Cây đến cây thị hả? Và úi dồi ôi, cái thị nó lại có cái, à đây là cái bầu rễ cũ nó ở trong cái chậu nhỏ. Lâu ngày nó lớn nó dính vào nhau. Nó thành một cái củ. Hay nhỉ. Đây. Một trăm hai mươi và 120 vanh ở cái vị trí ấy. Rất to, nó rủ xuống sâu, rủ xuống gần đáy chậu luôn này. Nó rủ xuống, đừng cắt, cứ để này anh ạ. Để cho khi nó có quả nó thấp. Đấy, mà mình đang muốn nó rủ xuống này mà. Đẹp quá cái thị. Cái này anh báo giá không? Có. Bao nhiêu? 35 triệu. Vâng, tốt quá mà. Chơi được rồi. Đấy, tổng cả cây thị. Rồi, di chuyển. Tiếp tục nhá. Và chúng ta đến với một cây đơn vàng. Ôi giời, cây to thế. Ôi chả phải rất đâu, cứ thế này thôi. Cây này nó không có bệ đâu, nó chìm dưới. Cây này có phải đơn ghép không anh? Đấy, tôi nghĩ ngay là đơn ghép, tôi hỏi anh. Tức là đơn trắng ghép bông vàng đúng không? Đấy. Vì tôi cũng hiểu, tìm hiểu cũng kỹ về cái các cái loại đơn này rồi. Những cây bóng như này là những cây đơn. Nhưng mà có một thời gian đơn trắng rất đắt cơ mà. Có một thời gian đi tìm đơn trắng anh ạ. Mà đơn trắng nó có mùi hương. Đúng không? Thế mà sẽ đi ghép vàng. Nhưng mà đơn trắng nhìn hoa nó bẩn, xấu. Cái màu trắng ấy nó xấu. Chỉ có cái là nó có tí hương thôi. Để ghép màu vàng này vào đẹp hay kìa. Nó bền hơn hơi hoa trắng. Đấy. Bắt đầu của hoa này cũng hoa xuân. Ghép trắng này thì nó không bị vàng lá chứ. Đúng rồi. Cái này bao tiền hả cháu? Bao nhiêu? 60 triệu. Và rồi hết chưa?
dừng hình nhá. Vâng, và cuốn video chuyên về mảng cây hoa quả bonsai của anh Nguyễn Hoàng ở thị trấn Gạch, Phúc Thọ, Hà Nội. Đỗ Sinh xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.